Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 95. Ở chùa mình mỗi lần mà Nhân Đức tổ chức lễ rồi xong hết, Nhân Đức thấy đại chúng trong chùa nhiệt tình lo cho chúng con tam bảo. Riêng quý thầy quý chú, có khi Nhân Đức cho đi chơi một chút, nhưng khi về Như Đức hỏi nhiều anh em, và Như Đức hỏi về chỗ đi đến chỗ đó diện gì với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu này thôi, thì khi Như Đức tổng kết lại thì Như Đức đưa lên một cái kết luận rằng từ hôm nay khi lễ đồ này kia xong, thí dụ như hợp chúng rồi mình mua bánh trái đồ ăn tới uống, mình ngồi trong chùa rồi mình ăn uống nói chuyện chút vui với các cụ rồi xong. Từ hôm nay chương trình của quý thầy quý chú mà lễ xong mà đi tắm biển này kia, những đứa dứt chương trình này, không có đi chương trình này nữa. Vì sao? Một là Như Đức ngồi bình tĩnh suy nghĩ thì thấy mình không có đi chung, mình không có quản lý được nhân sự rõ ràng. Nếu như ra ngoài mà không có ai quản lý được ai rõ ràng, lỡ có gì phiền phức một cái thì ảnh hưởng cả ngôi tam bảo ở đây, cả một cái hội chúng rất đông người. Những đức thì thấy quý thầy quý chú rồi, có khi họ làm cũng rất là cực quý vị, nhưng mà mình cũng cho họ đi rồi, giờ có vài ba chỗ thì họ cũng đi hết, không lẽ lần nào lễ cũng thành hình ra gì, thì không có gì đặc biệt cả. Nên Như Đức quyết định từ hôm nay không có những chương trình đó nữa, vì cái nào mình thấy không hay, không có kết quả gì đặc biệt thì không nên làm. Nên là tất cả những người trong ngôi tam bảo phải nhớ, mình vào ngôi tam bảo quan trọng nhất là mình làm những việc lợi ích cho chúng sanh, mình tu hành. Nên Như Đức thường nhắc đại chúng rằng, quý vị biết rằng có khi mà những đức mà nhận tiền cúng dường, có một bà cụ già bà lùng lùng chừng vài tháng hay một tháng, bà cầm sách tiền với bà cúng. Có lần Như Đức hỏi bà cụ làm gì mà lâu lâu bà đem tiền vô, thấy nhiều quá bà cúng bà cụ. Tại mỗi lần cúng dường tiền Như Đức không có điếm, thấy để gì Như Đức tưởng đâu, gói một sắp Như Đức tưởng nhiều tiền. Thì bà cụ có nói dạ không có nhiều đâu thầy, con mỗi ngày đi lặt rau muống nên cái này chỉ có mấy triệu thôi, tiền lẻ con dành dụm con đem vô cúng dường tam bảo. Rồi có nhiều người nó đa phần làm đủ nghề nghiệp, người ta đem vô người ta cúng dường tam bảo. Có những người ta làm nghề không phải, người ta biết Phật pháp người ta cũng muốn cúng dường tam bảo.
Có nghĩa là đồng tiền tam bảo nó cũng đa dạng quý vị. Ví dụ như mình xài đúng mục đích thì nó đặc biệt. Nên những đức thường nói rằng đối với đại chúng mình lo cho cuộc sống ăn uống đầy đủ thì cuộc sống đi tu hành thôi. Giống như ngoài đời nó nói câu ăn để mà sống, sống mà để làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Mình có thực mới vượt được đạo. Còn nếu như mà ăn uống phí phạm, vứt bỏ, tiền bạc xài thì không biết nhìn nhận được cái khổ của chúng sanh, thì có khi mình cũng thất bại. Nên cái nào dùng cho ngôi tam bảo, mỗi một con người mình nên tích phước. Những đức nêu lên mấy việc mà đối với người tu của mình, nhất là người xuất gia cạo đầu. Hàng cư sĩ ngoài đời thì họ biết đạo thì họ tự gắn nhắc. Còn người trong chùa thì mấy điểm mà mình không nên làm khi mình đi ra bên ngoài. Điều thứ nhất là dù người đó với mình có thân thiết cỡ nào, họ có giúp đỡ mình việc quan trọng gì đi chăng, nhưng đối với Phật pháp là tùy duyên. Nếu như người đó là người ở ngoài đời, họ ngồi nhậu nhẹt ở quán nhậu, quán bia, nhà hàng, quán ăn, mà họ điện thoại họ kêu người tu của chúng ta, người xuất gia hay người trong chùa đi đến nơi đó để ngồi ăn uống, dù là mình ngồi có một bàn chai riêng, mình không có nhậu, nhưng tuyệt đối cái chỗ này các anh em phải nhận thức là không cần thiết phải tùy thuận, không nên đến. Dù họ có buồn trách mặc kệ, không quan trọng, không có lý do gì phải đến nơi ngồi đó, ở đó phải nhớ. Vì sao? Một là người tu mình ngồi vậy thì người ta đánh giá người xuất gia ngồi nhậu trắng trợn, tại ngồi trong bàn nhậu. Bao nhiêu con người đi qua đi lại thì mình từ cái hình thức người tu làm cho mất tín tâm nhiều người. Cái tội lỗi này rất là lớn. Nên cái tùy thuận mà không có trí tuệ thì trở thành ngu si. Nên cái việc mà một người mà dẫn đi đâu mà không có góc độ là chỉ có hại không có lợ. Phải nhớ. Mình thì con người ai cũng có cái sai, nhưng cái nhận thức phải sâu. Cái này là tuyệt đối không cần tùy thuận gì hết. Có một đoạn đại lão ở Thượng Tịnh Không thì giảng thuyết, có một người sức ảnh hưởng rất lớn, gia đình có đám cưới, cũng thỉnh mời đại lão ở Thượng Tịnh Không. Ngày đến đó thì có những người ta cũng gót cho một ly bia nhỏ nhỏ, thì ngài cũng dùng chút xíu. Rồi ngài ngồi chung trong đó là toàn những người cấp cao, người có sức ảnh hưởng rất lớn ở một đất nước. Thì ngài ngồi sẵn cơ hội ngài chia sẻ Phật pháp luôn. Cái đó là cái việc mà khả năng của Bậc Bồ Tát mà gặp nhân duyên người ta nhìn ra. Còn thí dụ như mình ngồi với một người lơm cơm, người không ra gì, nếu như một người mà có đạo đức, người mà hiểu đạo, thì những đức nó bảo đảm 100% không bao giờ cái chuyện ngồi những cái nơi vậy mà đi mời người xuất gia đến. Đó là thiếu sự tôn trọng người tu. Họ thiếu sự tôn trọng, họ coi thường. Họ mới mời mình đi đến những cái nơi mà tự nhiên quán nhậu, họ đang nhậu nhẹt, họ kêu mình đến. Cái việc này tất cả người tu hành của chúng ta tuyệt đối không cần tùy thuận. Việc này không cần tùy thuận vì không có lợi ích gì cả. Phải nhớ. Nên tất cả người trong chùa chúng ta phải nhận thức được chỗ này. Khi những đức nói lên chỗ này thì quý thầy quý chú trong chùa chúng ta không cần dị bất cứ một người nào như vậy hết, vì họ thiếu sự tôn trọng hình thức của người tu. Họ mới mời đi đến cái nơi ngồi họ nhậu nhẹt mà họ mời mình đến. Đây là cái câu mà Như Đức nhắc trước khi mình gặp những sự việc, biết giải quyết vấn đề. Và điều thứ hai là người tu trong chùa chúng ta không thể nào đi vui chơi bên ngoài mà mua đồ ăn xong rồi trải
miếng mũ hay chạy chạy chiếu gì đó, ngay công viên hay ngay giữa đường hay ngay chỗ nào ở ngoài đời mà mình ăn uống hát ca vui chơi. Cái việc làm này là việc làm cực kỳ nguy hiểm. Biết sao? Nếu như phố phường những người người ta có công việc trách nhiệm, người ta đến, người ta hỏi mấy ông mấy bà làm gì đây, nhìn toàn là người tu không, người ta chỉ cần chụp hình, người ta hỏi chùa nào thì kể như phiền phức vô cùng. Mà cái phiền phức này là phiền phức luôn cả đại chúng, mà kẻ đi qua người đi lại nhìn ngó cái người tu hành mà ngồi công viên, ngồi ngoài đường ăn uống hát ca, quán cà phê ăn uống hát ca, đây là một cái việc tác hại lớn vô cùng. Nên cái góc độ của một con người nhận thức sẽ không bao giờ làm cái việc này. Vì sao? Cái việc này là việc tác hại rất là lớn. Biết vì sao mà 13 năm, hơn 13 năm những đứa không đi đâu không? Vì những đứa nói cái hình tướng người xuất gia của mình là ở trong ngôi Tam Bảo là giá trị nhất. Giá trị nhất. Thí dụ những đứa không từng cho các anh em đi đâu thì mình nói ra những điều này, người ta nói ông có cho đi đâu đâu mà ông nói này nữa kia. Bây giờ những đứa cho mấy anh em có khi lễ xong đi chỗ này đi chỗ kia, xong rồi những đứa khuôn luôn. Còn riêng tất cả các cô trong chùa mình là không được đi đâu hết. Cũng không có cần thiết phải đi ra ngoài. Ở trong chùa mình là bình yên nhất. Quý vị coi, người ta vô chùa mình ào ào. Lễ Tết người ta còn đi vô chùa mình để giữ khóa tu. Còn mình là người tu trong chùa đi chạy ra ngoài tìm cuộc vui bên ngoài. Thấy hơi bị lạ, đi ngược lại vấn đề. Nếu như ngoài đời là vui vậy, tại sao người ta vô chùa mình đông vậy? Lễ người ta nghỉ 3-4 ngày người ta vô chùa mình tu. Tết người ngoài đời người ta vô chùa mình tu. Còn mình trong chùa thì chạy ra ngoài đi kiếm cuộc vui. Việc này là khi các anh em đi rồi những đức nhắc nhở thì mọi người nhận thức. Mà tất cả những người ngoài đời biết tu, quý vị cũng nên nhận thức. Những việc này tác hại lớn vô cùng. Tuyệt đối không làm. Nhớ, không bao giờ làm. Đi ra ngoài là không có gì. Cái câu đầu tiên người ta nhậu nhẹt mà mời người tu mình ngồi đó, người ta kêu đồ chai đồ ra, tuyệt đối không bao giờ ngồi chung. Không bao giờ ngồi chung, việc này anh em phải nhớ. Và việc thứ hai là không bao giờ mua đồ ăn thứ uống, chải cái mũ chải niệm mà ngồi giữa công viên, giữa đường, quán cà phê hát ca. Đây là cái việc rất là kỳ cục, rất là thiếu góc độ suy nghĩ, tác hại cực kỳ lớn. Rồi mình là người nghe đạo, mình là người tu, tuyệt đối không ngồi với những kẻ trộm cướp, những người giật đồ, những người làm điều sầm bậy, những người hư hỏng. Họ có thể đến chùa, họ ngồi nghe pháp cùng với đại chúng. Còn cái việc con người đó như vậy tuyệt đối chúng ta không ngồi đàm đạo riêng biệt. Vì sao? Vì hành động của họ gì? Có cái gì thì lôi mình ra luôn. Có việc lưu bu. Chứ những người mà nhiều chuyện nhiều điều, lo chuyện người này người kia ra nói lạng quạng lưu bu, những người này mình không nên ngồi chung. Vì khi ngồi chung rất nhiều việc xảy ra. Khi họ nói việc thầu lao bất xế, họ lôi ra đối chứng. Quý vị phải nhớ, mọi người chúng ta nên nhận thức một chút. Nên á, mình ở trong ngôi Tam Bảo, mình nhận thức được số việc. Nhưng Đức thấy đặc biệt nhất là khi lễ xong mà ngồi chung với đại chúng. Như cái bữa lễ xong bữa 21, tối 22, những đứa qua Đại Tùng Lâm, những đứa tập trung ba đạo tràng lại, những đứa sinh hoạt cùng với các cụ già. Các cụ già vui vô cùng. Xong rồi thôi, những đứa có hứa trước lễ, những đứa hứa cho tất cả các anh em nam được đi tắm biển, thì những đứa làm đúng. Nhưng mà khi đi xong, những đứa về, những đứa hỏi, nhiều người mệt mỏi vô cùng và thấy không có gì đặc biệt hết. Đúng, rõ ràng người xuất gia tu hành chỉ đúng ở trong ngôi Tam Bảo là phù hợp nhất. Hoặc là có đi đi chăng nữa, chúng ta cũng đến những cái khu du lịch tâm linh, những nơi di tích thờ Đức Phật còn tại thế, còn có thể. Còn nếu mà nói về vui chơi xã hội, khu vui chơi cái này kia đồ, hoặc là chúng ta đi coi phim này kia đồ, những đức nó thật chứ, cái những cái chuyện này không nên ra bên ngoài. Phải nhớ, không nên ra bên ngoài.
Khi trong chùa mình các cô đồ, các chú đồ ở trong chùa xuyên suốt những đức có khi cũng cho coi một hai tập phim giải trí chơi một chút, tại họ trong chùa không biết vậy. Còn cái chuyện mà đi ra bên ngoài mà để mà đi vô rạp phim này kia được để coi không nên. Đây là cái chỗ như đức nhắc nhở trước khi mà sự việc nó chưa có, mình đi đến những nơi vậy thì được nhắc nhở mình có góc độ nhận thức và nhớ. Từ nơi đó mà những đức thấy rằng là ở trong chùa là tuyệt vời nhất quý vị, hay nhất à. Nó nên nó bình yên gì mà có khi mình đi ra bên ngoài, mình đi mua đồ ăn thức uống, mình đi chạy mũ chạy chiếu, mình ngồi mình chơi, mình vui chơi cắm trại như cắm trại ngoài đời, cứ như góc độ người mình thua à. Góc độ người này thua. Nên những đức nói thiệt chứ, đi tu hơn 13 năm cái cảm giác những đức trong ngôi Tam Bảo là đặc biệt nhất. Dù cỡ nào những đức cũng trong ngôi Tam Bảo, những đức nhìn ra rõ ràng. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình ra biển, mình tắm biển thấy nó cũng kỳ. Biết rằng là những cái việc này nó cũng không phải là cái gì quá đáng, nhưng mà đi ra ngoài biển tắm biển là thấy kỳ. Tại vì người xuất gia mình đi đâu ngoài đời mà mình chơi cái gì cũng bị ta nhìn ngó, ta nói này nói kia đủ chuyện. Nhưng đức nói cái giá trị người xuất gia mình trong chùa là đặc biệt nhất. Thật sự ở trong chùa là đặc biệt nhất. Có ăn uống gì anh em cùng ngồi ăn chung đàm đạo, hoặc cùng với các cụ già vui chơi gì mình trong chùa của mình, giống mình không đi đâu, mình trong chùa mình vậy thôi. Cái đó là cái đặc biệt nhất ở trong ngôi Tam Bảo quý vị. Những đức thấy trong ngôi Tam Bảo là đặc biệt nhất à. Ở bên ngoài là người xuất gia ra ngoài mà đi vui chơi là không có cái gì đặc biệt hết. Nên từ hôm nay là những cái chương trình này là những đức chấm dứt, không bao giờ phát triển. Có nghĩa là những đức làm cái gì, những đức cho người ta như vậy một cái, rồi những đức mới nói ra người ta mới nhận thức. Rồi tất cả những người đi rồi mình mới nhận thức rằng ồ thầy nói đúng. Ông cho mình đi rồi mình nhận thức rồi, đi vậy vừa tốn tiền mà vừa nó không có ý nghĩa gì. Đi rồi xong về bỏ tu đi chứ. Sáng có những người bỏ tu luôn. Thì vậy thấy trách nhiệm người mình rất là thiếu. Mình đi cả ngày mình chơi, sáng mình bỏ tu luôn, lên tu không nổi. Gọi là vui sưng mà quên việc thế chứ. Thiếu trách nhiệm. Mình là vui sưng đừng nên quên việc. Con người mình chơi được, mình làm được, chơi được tu được, con người phải có khả năng gì. Mình vui chơi xong mình về mình nằm luôn, mình không đi tu. Cái hành động của mình vậy là thua, thiếu trách nhiệm. Người vậy, quý vị nhớ không có làm được chuyện gì quan trọng. Tại vì sao? Vì làm gì quan trọng chỉ càng ảnh hưởng nhẹ cái thôi, thất bại. Tại vì sao? Vì dễ bỏ cuộc quá. Nên ở trong ngôi Tam Bảo như tôi thấy rằng là đúng rõ ràng phải có một con người cứng cỏi, quyết đoán, nhận thức. Nên đối với cái người tu chúng ta, ví dụ mình ở trong ngôi Tam Bảo, mình hát một vài bài hát cho các cụ để các cụ nghe, một bài hát hoặc giáo cho cụ vui thì còn có thể. Còn nếu mà nói gì ra ngoài mà đứng hát nghiêu ngao thì chuyện này mấy anh em đừng bao giờ làm. Mấy anh em làm việc này nó không có ý nghĩa gì chứ. Nói thật luôn, không có một ý nghĩa gì chứ. Nếu như những việc này mà những đức làm, mà những đức nói thì những đức sai. Những đức chưa từng bao giờ bước lại quán cà phê ngồi nữa, chứ đừng có nói mà cái chuyện mà hát không có. Những đức thích nhất là trong ngôi Tam Bảo có vui chơi đại chúng là những đức thích nhất, cho các cụ được vui. Đây là cái mà những đức chia sẻ thôi nha, chia sẻ để cho mấy anh em á được đi rồi mấy anh em nhận thức đi. Mình ở ngoài đời mình đã vô tới ngôi Tam Bảo, cái niềm vui lớn nhất của mình là được ở trong ngôi Tam Bảo. Từ nơi đó thì dẹp sạch cái tâm mầm móng, không còn muốn nghĩ ngợi đâu. Từ hôm nay là lễ lọc xong, tuyệt đối không bao giờ có chương trình gì cho quý thầy quý chú đi đâu hết, đều ở trong chùa. Xong rồi đó, nghĩa là những cái việc mình đã làm qua rồi phải nhận thức. Quý vị mình nhớ rằng con người chúng ta sống trong cuộc đời này, có khi chúng ta đi chúng ta sụp té một cái cũng chưa phải là dở. Tại vì mình sẽ kinh nghiệm bước gì sụp gì. Con người có những cái chúng ta bị sai, chúng ta cũng không phải là mỗi lần sai là mỗi lần nằm vẹp, mà để nhận thức. Vậy thì cuộc đời con người mình sống, quý vị sẽ rất là giỏi, sống rất là có ý nghĩa. Phải nhớ những điều như đức chia sẻ đây, đời đạo gì cũng có góc độ nhận thức. Thí dụ như mình sống ngoài đời đi, có những người mà trộm cướp đồ này kia, đồ ăn trộm ăn cắp, trộm sớm láng điền người kia, đồ kêu riêu mình biết, nói không có nghe, ngồi chung nói chuyện với họ không có ý nghĩa gì. Họ có thể đi đến chùa ngồi nghe pháp thì còn có thể ngồi chung với tập thể,
Còn ngồi mình cá nhân là không nên ngồi. Người mà đi đâu cũng nhiều chuyện, nhiều điều riêu rao chuyện người này người nọ, nói dốc, nói lời giả dối đâu kia, những người đó tuyệt đó không ngồi chung. Tại vì sao? Mình ngồi chung với những người vậy, nó lỡ cái gì lôi mình ra, châm mồi cho mình, nó nói ra mình xí vô dít. Chứ khi những đức nói ngồi chung với các anh em, chuyện của người trên ta sắp xếp này kia, mà mình đem chuyện của ta, mình nhiều chuyện này người kia, là mình chỉ có một con đường là không tồn tại. Người trên người ta nói chuyện, có khi người ta nhắc người này mà ảnh hưởng người kia. Thí dụ như mấy anh em được đi chơi, những đức ở nhà khuôn chúng, những đức nói với đại chúng mà chơi, đi chơi vậy nó không có kết quả này kia, thì cái người ở nhà người ta sẽ yên cái tâm người ta cảm thấy người ta ở nhà người ta tự hào. Còn cái người đi thì yên cái người đi, người đi thì họ được vui, không có biết gì đâu. Nhưng nếu mình tán thán cái người đi chơi thì người ở nhà cũng mong muốn đi chơi, người ta lễ xong ta được đi chơi, còn mình không được đi. Cái nguyên lý là niệm niệm gì người thì phải hiểu, phải hiểu. Nên người xưa nói cái tâm mà nghĩ gì người mà có góc độ quyển chuyển về phương tiện thì là thiện. Còn cái tâm mà vuốt ve người mà để người làm việc cho mình, chỉ biết cho mình, danh lợi cho mình là ác. Quý vị xem lại cái tâm của mình, nhận thức. Nhưng mà cái phương tiện nó không đơn giản đâu quý vị, nó phải có trí tuệ. Thí dụ như quý vị cũng vì người, quý vị dẫn người đi chơi, nhưng nếu như quý vị vì người như vậy thì hại người là ác rồi còn gì. Vì thấy họ đi chơi vậy, họ ra ngoài từ từ họ mắc đạo tâm, họ không tu nữa, hoặc dẫn dắt họ tầm bậy tầm bạ, hoặc là người ta rủ mình vô trong cái quán nhậu, mình ngồi mình đâu có nhậu, nhưng mà người kể đi qua người đi lại, người ta nhìn người xuất gia mình vậy là ác rồi còn gì. Mình họ thiếu góc độ nhận thức nên mình ác, mình làm việc ác, mình nghĩ rằng mình vì người, mình vì người. Thí dụ như bây giờ người ta cầm tiền người ta đưa cho mình để mình làm việc đó việc đó gì, rồi mình đi ra bên ngoài mình mua đồ ăn thức uống rồi mình đem về mình cho người thường trụ trong chùa ăn thoải mái, người thường trụ trong chùa ai cũng thích. Cái tâm mình vậy thiện hay ác? Ác. Vì sao ác? Tiền là của Tam Bảo đưa cho mình, mình là để làm việc đó, chứ người ta không có kêu mình đi mua đồ ăn đem về cho đại chúng ăn. Mà mình đi đâu mình mua đồ ăn thức uống mình đem về mình ngồi mình ăn ào ào, mà người trong chùa lại thích phái mình vậy, hành động mình vậy, mình đem cái của người ta đưa mình thử sử dụng riêng để nhiều người quý thích mình. Cái tâm mình làm vậy là mình lạm dụng, nó không phải của mình lạm dụng, phải không quý vị? Bây giờ thí dụ như của quý vị, quý vị đưa cho một người nào đó để người ta làm một việc gì đó, kêu làm việc đó, mua cái đó gì gì, công chuyện đó gì, xong quý vị lấy tiền để quý vị sử dụng để cho anh ta chỉ biết mình là người lo cho anh ta. Quý vị dùng cái của người ta mà để cho người ta nghĩ là mình lo cho anh ta thì cái tâm này phải ác không? Chứ người ta đâu có kêu mình gì, gọi là mình làm không đúng quy tắc. Phải nhớ, làm không đúng quy tắc. Còn thí dụ như mình cầm tiền Tam Bảo mình đi mua đồ này đồ kia đồ nọ, hiểu không? Mình đi mua mà mình tự ý mình mua, rồi mình mua cái này cái kia, rồi mình quyết định hết cho hoàn toàn là mình sai hoàn toàn Tam Bảo. Cái người ở trong cái Tam Bảo là nó có tổ chức, nhất là chùa mình là nó có tổ chức. Thí dụ như mình mua một món đồ, như Đức nói rằng thí dụ bây giờ mình mua món đồ này nó dùng không có nhiều, mình mua món đồ vừa vừa thôi. Thí dụ như chùa mình một chiếc xe để sử dụng trong cái Tam Bảo, bây giờ nên nói bây giờ có Phật tử người ta phát tâm là cúng dường Như Đức chiếc xe 3 tỷ mấy cho Như Đức đi, Như Đức nói không dùng, mua chứ chiếc xe giữ đi, sau này bên chùa mới bên kia Như Đức mua cho bên kia thêm chiếc xe 7 chỗ, hoặc là Như Đức đem chiếc xe 7 chỗ Như Đức đưa cho bên kia đi, Như Đức cũng mua thêm một chiếc xe 7 chỗ mà nó chừng khoảng cỡ vài trăm triệu thôi để mình đi, tại vì Như Đức đi xe không quen, đi xe mà gạt số thì nó đi có khi lực sực, nên là đi số tự động thì nó tiện đi qua đi lại công việc này kia. Còn bây giờ người ta cúng chiếc xe 3-4 tỷ, không nhận được, đâu có đi đâu đâu mà nhận cái xe nhiều tiền dữ. Ý muốn nói là một cái món đồ mình mua mình phù hợp vừa thôi, chứ không có nghĩ rằng món đồ nào mình mua cũng là phải mua đồ mắc,
được mất tiền này kia đâu. Phải nhớ. Còn khi mà mình là người trong chùa, mình cầm tiền tam bảo mình ra ngoài mình mua, mình phóng khoáng với người thế gian, nhưng người thế gian lại quay ngược, quay ngược lại với mình. Mình phóng khoáng với người ta mà người ta nói là mấy ông là người tu mà, tao phải tiền của mấy ông đâu, người ta làm cực khổ tao cúng dường mà mấy ông phóng khoáng, mấy ông không biết cái khổ của người ta. Người ta quay ngược, người ta lại đánh giá mình cho mấy anh em biết à. Nên khi đi ra ngoài mua đồ đạc cái này kia phải có góc độ cho sâu sắc. Thí dụ như nói trời của tam bảo mà, mình nói mình dằn mấy câu của tam bảo mà, anh chị làm gì cho đàng hoàng cái đúng đắn. Còn mình cầm tiền tam bảo mình ra ngoài mình mua đồ, mình đi mua đồ mà mình phóng khoáng, mình mua thoải mái, hoặc là mình mua mà mình còn làm cái điều không phải này kia đồ nữa, cái người bán người ta nhìn nhận, người ta nói cái ông này là người trong chùa nè, mà người trong chùa mà còn có hành động sai lầm như vậy, rồi bắt đầu là họ thì trước mắt là họ buôn bán với mình được, họ kiếm lời mà thế gian không càng tiếc, ông làm sai em gái không chịu, họ bán cho mình. Nhưng mà họ lại đánh giá ngược là người, cái người tu mình nó tầm bậy nè, được trong chùa đưa tiền cho đi mua đồ, nhưng mà mình đi mua đồ mình làm chuyện không phải, kê quá đơn hoặc làm gì không phải, không phải, tầm bậy tầm bạ. Đây là cái những đức nhắc tất cả những người tu của chúng ta phải nhận thức chỗ này. Cái việc làm này là cái việc làm mà giống như mình lấy bùn sình che giữa mặt mình làm chuyện tầm bậy, thấy không? Nó hoặc là mình là người trong chùa, mình gần người ngoài thế gian, mình ngồi mình chơi với họ mà mình nói chuyện tam bảo, mình nói người trong chùa này kia được, đây là mình ngu, hiểu không? Thà người ta có một cái góc độ, người ta nói, người ta biết sự việc đó, người thế gian sẽ đi tìm kiếm, người ta nói sự việc đó là sức ảnh hưởng, ta nói, ta phân tách ra cho người ta nghe, để người thế gian vô chùa tu, người ta không cần nhận thức gì hết, không cần tìm hiểu, vì cái gì cũng nghe ông thầy này nói, người ta hiểu hết trơn, người ta không phải lầm lạc, hiểu chưa? Còn mình thì không có cái cương vị đó, mà mình ngồi mà nói tào lao bác xế. Khi ngồi với người này thế gian mà nói khơ, vừa ta không xem trọng mình mà người ta còn phỉ báng tam bảo, phải nhận thức đó. Nên mấy anh em mà đi ra ngoài ấy, mà được cái duyên ở trong chùa mình, người ta tôn trọng, mà đi ra ngoài mà làm chuyện không phải, người ta coi thường mình ấy. Nói trời, ông thầy ở chùa ông thầy những đức ông hướng dẫn rồi mình về tu nhiệt tình thế ghê, về tu cũng thấy quá nhiệt tình. Mấy ông này mình thấy đi ra ngoài thấy lạng quạng tào lao quá, thấy không? Không phải đơn giản đâu, người ta đánh giá cả đám á. Cái này là cái mà người trong chùa mình được nhắc nhở, phải nhắc nhở. Ví dụ như mình trong chùa quanh năm mình không đi đâu, không giữ tiền, không xài điện thoại, lâu lâu trong chùa mình mua bánh trái gì cho các cụ, mình cùng ngồi chung, rồi mình lại cùng lý các cụ trong chùa, nuôi người già mà, điều đó có thể chấp nhận. Tại vì mình nuôi người già, giúp cho các cụ già cụ vui, khi cụ vui cụ khỏe, vậy đó mình niệm niệm gì các cụ già ở trong chùa thôi, vậy thì được. Nên cái chuyện này là tất cả những người trong chùa mình, quý vị nhớ, một cái người trong ngôi tam bảo họ làm họ không phải, ví dụ như họ cầm tiền bạc đi mua đồ hoặc cái này kia đồ, hoặc đi chỗ này chỗ nọ gì gì, mình là người đi chung mình phải có nhận thức, chứ không phải là mình nói về nói đây mít lòng này kia được. Mình chịu ăn tình gì mà mình mít lòng tam bảo. Mình ở đây thí dụ như những đức sắp xếp cái gì là những đức cầm tiền tam bảo để đưa mấy anh em là lo chung hết trơn. Cái việc đi ra ngoài cái gì là mình phải báo cho người trên để ta nắm rõ ràng. Nhớ thêm cái nữa là người tu của mình tuyệt đối không mượn tiền người khác, không có nên mượn tiền hàng cư sĩ. Mình mượn tiền người ta là tào lao, cuộc đời vô thường ai biết được, mình sao mình đi mượn tiền người ta, cái gì mình làm cũng tùy duyên. Thí dụ như kỵ nhất là đi ra ngoài mua đồ gì mà tùy tiện đi mượn tiền người ta, không có được, không có được làm gì đâu, phải báo cho người trên đàng hoàng. Mình làm gì là mình là tào lao rồi đó. Mình đi mượn tiền người ta, có khi mình đưa mua đồ, mình cầm tiền tam bảo đưa tiền cho mình đi mua, mà mình đi mua rồi mà mình còn nói rằng ông đó ông keo kiệt lắm, ông mua xin cái gì khó khăn lắm, nói tầm bậy. Khó khăn trong chùa mỗi người mình có da có thịt được mà, mình nói gì nữa giờ người ta, thấy không? Người ta cũng ăn như bao buổi cơm mình, người ta cái gì người ta cũng nhắc nhở mình để làm chi. Ngàn mấy trăm người, bọn hai ba người, ta lo cho ngàn mấy trăm người, mình đâu có cương vị của người ta đâu mà mình hiểu. Nên mình đã được dạy rõ ràng, phải nhận thức. Nên tất cả người trong chùa phải nhận thức chỗ này. Và hàng Phật tử ngoài đời cũng phải hiểu cái việc hộ trì tam bảo. Tại sao những đức chia sẻ, có khi những đức ưa nhắc những công đoạn này? Vì chùa mình đang phát tiếng, nhiều người biết quá. Quý vị phải nhớ,
quý vị phải nhận thức. Tuyệt đối không bao giờ có cái chuyện mình đi tiếp tay cho những người người ta không phải để người ta mắc đạo tâm. Không được. Cái việc này mình phải nhận thức, phải nhớ. Cúng dường bất cứ một cái gì đều phải gặp trực tiếp những đức nói được mới cúng. Không có qua bất cứ trung gian ai. Qua trung gian là hoàn toàn sai. Chùa chúng ta lớn như vậy nó phải có quy củ nó mới tồn tại chứ. Tất cả các điểm bên kia ai cúng dường cái gì thì quay qua trung gian. Cái chuyện đơn giản thôi. Những đức sinh hoạt đại chúng, những đức đã chuẩn bị bánh trái mua hết trơn. Cái chuyện mà Phật tử nào tự mua đồ ăn đem vô điều này bị sai rồi đó. Nhưng đức cũng không có quan hỷ cái chuyện đó đối với quý vị. Tam bảo, người ta là người ta sắp xếp hết. Tại sao mình không cúng dường cho tam bảo để người ta tự mua đi. Bây giờ người ta mua canh cho chúng đủ ăn này kia, mình mua thêm nữa ăn tràn cuốn họng quý vị nghĩ còn ngon cái gì nữa, hiểu không? Trong tam bảo người ta lo chứ, mình tự tiện tự ý mình mua thêm này kia không nên. Cái việc đó mình phải hiểu, những đức nó thiệt. Ở trong ngôi tam bảo làm gì mình chung tay vẫn là tồn tại vì có cái gốc. Ví dụ như đức làm tượng Phật vì chúng ta những đức làm tượng Phật hoài. Ví dụ bây giờ những đức cúng dường chay tăng đi mỗi tuần gì là gieo duyên với người xuất gia này từ từ cho họ có thấm dần tam bảo, pháp môn tịnh độ. Thì giờ mình hỗ trợ cùng với những đức cùng làm gì thì nó tồn tại. Còn với cá nhân những đức không có tiền làm, những đức nghĩ gì cũng đâu có làm được đâu. Nên cái nguyên lý là như vậy. Nhất là vì thấy ngôi tam bảo của mình lo việc quá trời, thấy không? Nên cái người hộ trì tam bảo phải có trí tuệ. Còn người trong chùa mình đi đâu ra ngoài phải có góc độ. Vì thì người ta mới tôn trọng, cung kính mình. Những đức chơi với ai mà những đức thấy họ không có một cái hiểu biết gì đặc biệt. Dù là bạn những đức cũng tránh xa. Mày không hiểu. Dù tao với mày là anh em bạn ngày xưa gần gũi, nhưng mà khi ngồi nói chuyện tao thấy mày không có góc độ. Thôi được, mỗi người lo trong việc mình đi. Còn cái chuyện mà ai họ giúp đỡ tam bảo đó là tùy duyên đó, họ có phước. Còn họ mà nghinh ngang thì những đức nói không quan trọng quá. Tùy duyên thì không sao đâu. Trong tam bảo mà làm gì cái chúng sanh không có người này có người kia không cần quan trọng. Nên mình ở trong tam bảo phải có góc độ cho sáng suốt, hiểu biết. Chứ không phải là họ phụ mình việc cái tam bảo, cái họ lên mặt họ nghinh ngang nói chuyện kinh kênh. Những người gì có bao giờ những đức nói chuyện nhiều đâu. Dù họ có phụ được trong tam bảo họ kệ họ. Có phước, còn họ những đứa không cần tới, không cần nói chuyện tới nhiều. Vì những người gì không cần phải đàm đạo, không có gì phải nói, hiểu chưa? Nên tất cả anh em trong ngôi tam bảo phải hiểu nguyên lý này. Và người tu mình phải hiểu cái câu tùy duyên. Vì thì mình sống trong ngôi tam bảo đặc biệt lắm. Những đứa chia sẻ một câu về Phật niệm đến cùng mà nói về cuộc sống nhân sinh như vậy, thấy không? Đây gọi là tin sâu nhân quả. Nhân sinh nè, cho mình hiểu biết. Mình phải nhận thức để áp dụng một pháp vào cuộc sống. Và đối với câu Phật hiệu là mình chân thật niệm để áp dụng trong cuộc sống, có góc độ trí tuệ, hiểu biết để mà sống cho đặc biệt. Và tín nguyện niệm Phật cả đời không thay đổi. Một niệm niệm là cầu sanh cực lạc thôi. Vì là đặc biệt nhất. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi và người trong chùa tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời, nắm chắc câu Phật hiệu. Niệm niệm là ở thế giới cực lạc chứ không phải ở thế gian này. Và cuối cuộc đời chúng ta đừng hẹn gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.